ngày hai đứa con chị ra trường và xin được việc với mức lương cao, chị sung sướng đến mức bật khóc. Bao năm vất vả hy sinh vì con, giờ con cũng có ngày con cái trưởng thành, có công việc ổn định, chị vui lắm. Số chị vất vả từ bé, 2 tuổi thì bố mất, 4 tuổi thì mẹ bỏ đi xa xứ lấy chồng để lại mình chị sống với ông bà ngoại. Năm chị học lớp 10 ông bà cũng lần lượt ra đi, một mình chị sống bơ vơ giữa đời. Ngày chị lấy chồng, những tưởng sẽ có mái ấm và chỗ dựa bình yên, nào ngờ chị phải làm lũ vất vả để nuôi bố mẹ chồng và cô em út của chồng ăn học. Lương chồng chị 3 cọc 3 đồng, chẳng đủ tiền xăng xe chi tiêu nên mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai mỏng manh của chị. Quanh năm đi buôn từng mớ rau quả cam, quả quýt, chẳng bao giờ chị có bữa ăn tử tế. Hôm thì ăn vội cái bánh cho qua bữa, hôm thì ăn cơm nguội mà chồng con để phần cho. Nhiều lúc vất vả mệt mỏi chị chẳng biết than thở cùng ai, chỉ biết lặng lẽ quẹt nước mắt. Điều khiến chị thấy mình may mắn nhất đó là chị có 2 đứa con ngoan ngoan, học giỏi và rất thương mẹ. Suốt 4 năm đại học, lúc nào chúng cũng nhận được học bổng, đã vậy còn chăm chỉ đi làm thêm để đỡ đần mẹ. Ngay chúng ra trường chưa được bao lâu, đáng lẽ đây là lúc mẹ nó được nghỉ ngơi và không cần phải làm lũ cục khổ nhiều nữa vì được hưởng phúc con cái. Thì bỗng một ngày đẹp trời, chị phát hiện ra mình bị căn bệnh ung thư quái ác. Khỏi phải nói chị và gia đình đã sốc đến nhường nào. Hôm ấy ba mẹ con ôm nhau khóc hết nước mắt, chị gào thét vì ông trời quá bất công. Thời gian đó chị nghỉ việc buôn bán, nhưng không phải là để hưởng thụ mà là để đi chữa bệnh. Căn bệnh đó theo chị được 2 năm thì chị mất, lúc đó chị mới hơn 40 tuổi. Chị mất còn quá trẻ, cơ ngơi chị đã cố xây dựng, nay người đàn bà sau chị sẽ được hưởng hết. Nghĩ tới những điều đó chị không cam tâm nên trước khi mất chị đã nói với chồng: nếu em chết anh có muốn cưới vợ thì cũng phải chờ 3 năm sau nhé, nếu không em sẽ phá hai người đấy. Chồng chị lúc đó đã gật gù đồng ý, nhưng sau đó anh lại không giữ lời. Vợ vừa mất anh đã nghĩ tới chuyện lấy vợ, cô vợ hai chính là người đàn bà đã từng ly hôn một đời chồng, cô ta theo đuổi anh suốt hơn 1 năm nay. Thỉnh thoảng về quê anh lại lén qua chỗ cô ta tỏng thêm để thỏa mãn nhu cầu. Chị chết còn chưa sanh có anh đã nặng nặc đòi cưới vợ khiến hai đứa con rất giận. Chúng bảo sẽ không nhìn mặt bố nữa, hàng xóm láng giềng cũng thương chị nên chỉ trỏ trách móc anh. Vậy mà anh vẫn quyết tâm cưới cô bồ kia bằng được. Ngày cưới chẳng mấy ai tham dự vì hôm nay là 49 ngày của chị, sao anh lại chọn đúng ngày đó cơ chứ? Có lẽ là anh nghe xúi giục của cô bồ nên mới làm vậy. Họ nói anh là người đàn ông không có lương tâm. Nghe người ta xì xào nên cô bồ trấn an, anh đừng quan tâm những gì người ta nói. Dù sao vợ anh cũng mất rồi, mình cưới sớm hay muộn cũng như nhau cả thôi, em muốn được ở bên quan tâm chăm sóc anh, vợ anh cũng yêu anh nên nơi chính suối chị ấy sẽ hiểu và đồng ý thôi. Nghe xuôi tai nên anh đang gật gù làm theo. Đêm tân hôn họ cùng nhiệt ngay trên chiếc giường năm xưa chị vẫn nằm, chỉ là ga chiếu đã được thay mới. Vì chiếc giường đó mua chưa lâu nên anh không nỡ đốt mà vẫn để lại dùng. Khi cả hai đang quấn lấy nhau thì bỗng dưng chiếc đèn ngủ tắt ngấm. Chiếc giường rung lên bần bật như có người đẩy. Cô vợ sợ tái mặt, ông chồng cũng sợ chẳng kém. Anh ơi, liệu có phải vợ anh về không? Em đừng nói linh tinh. Kia kìa, chị ta về kia kìa. Lúc này anh chồng nhìn lên thì thấy chị vợ đứng đó. Anh cứng hết miệng, lay chân run lẩy bẩy mãi một lúc sau mới quỳ lại. Em ơi, anh sai rồi, xin em hãy tha cho anh. Anh xin lỗi vì cưới vợ sớm. Anh biết lỗi rồi. Mong em bỏ qua cho bọn anh, đừng phá bọn anh nữa. Kể từ sau đêm đó, lúc nào họ đi ngủ cũng có cảm giác bị bóng đè. Cô vợ hai sợ quá liền bỏ về nhà mẹ đẻ không dám quay lại nữa. Anh chồng cũng sợ mất ngủ triền miên, giờ thì anh thấy ân hận khi mình không giữ lời hứa với vợ cũ. Nhưng tất cả đã quá muộn, anh không những bị chị phá mà còn đánh mất niềm tin lẫn sự tôn trọng của hai đứa con, càng nghĩ anh càng thấy buồn và sợ hãi. Bà Hà vốn chẳng ưa con dâu, ngay từ khi Tú đưa hoa về ra mắt thì bà Hà đã bĩu môi: con gái trên đời này hết rồi hay sao mày rước của nợ này về? Mắt thì vương nhìn thôn như đàn ông, gò má cao thì chỉ có tướng sát chồng. Nói hết nước hết cái như vậy mà con trai vẫn đòi cưới bằng được. Cấm vận sợ con trai nghĩ dại làm chuyện không nên bà Hà đành gật đầu cho cưới, nhưng trong lòng hậm hực vô cùng. Bản thân Hoa biết rõ mẹ chồng coi mình như cái gai trong mắt nên cô cũng cố nhịn để mâu thuẫn không gà gắt hơn. Và rồi Hoa có thai, cô hy vọng rằng có cháu nội mẹ chồng sẽ bớt hà khắc với cô. Vậy nhưng khi sinh con trai ra không giống bố nó thì bà Hà lại đay nghiến. Nói bóng giá, con gì mà chẳng giống bố, không biết có phải giọt máu của dòng họ nhà này không nữa.
Hoa đau đớn đến mức trầm cảm nhưng câu nói của mẹ chồng, đẻ con để chăm con thì Hoa phải ở nhà không đi làm nữa. Cũng từ đó mẹ chồng lại chê cô ăn bám đủ đường. Cũng may là Tú còn động viên vợ mình, mẹ anh cổ hủ nên mới vậy. Bà già rồi em cũng đừng để bụng lời bà nói. Vậy nhưng mọi thứ lên đỉnh điểm kể từ khi Tú bị tai nạn phải nằm một chỗ. Mọi chuyện lại đổ lên đầu Hoa khi mẹ chồng cô cho rằng chính Hoa làm vận xui khiến mọi thứ ra như vậy. Đã bảo đừng có rước cái loại gái sao chổi như thế mà không nghe. Nó đang sát chồng đấy. Mẹ đừng nói vậy, vợ con làm gì có lỗi đâu. Là xe người ta tông vào con mà. Mày cứ bênh nó chằm chặp thế nó ngồi lên đầu. Giờ nằm một chỗ để xem nó chăm mày kiểu gì. Hoa vẫn chăm sóc chồng vô cùng chu đáo, nhưng dạo gần đây cứ tối là Hoa lại ăn mặc đẹp. Trang điểm lồng lộn lên rồi đi ra ngoài tới nửa đêm mới về. Mẹ chồng nghĩ ngay đến việc con dâu ngoại tình nên đay nghiến chỉ chiết. Giờ thì đẹp mặt rồi nhé. Đàn bà thiếu hơi chồng là lộ bản mặt ngay. Mẹ nói vậy là sao ạ? Cô còn bình thản nhỉ? Con tôi tật nguyền giờ cô đi kiếm thằng khác hả? Tối nào ăn mặc đẹp tới nửa đêm mới về. Đú đẩn với trai chứ gì nữa. Mẹ hiểu lầm rồi là con đi làm việc. Việc gì mà làm cả đêm hả? Hay là đi làm gái? Nhà tôi không thèm cần đồng tiền bẩn của cô nhé. Nghe mẹ chồng nói vậy thì Hoa nhìn mẹ chồng. Nếu mẹ không tin thì mẹ bình tĩnh theo con đi một hôm là biết ngay. Bà Hà lập tức đòi đi luôn. Và rồi tối đó bà thấy con dâu đi vào một nhà hàng lớn thay bộ quần áo lao công rồi dọn đẹp. Bà nhìn con dâu dịu giọng, như thế nào là sao? Con đi làm ạ, con xin vào làm quét dọn ở nhà hàng này mẹ ạ. Sao con làm nghề này mà lại ăn mặc đẹp hả? Con ăn mặc thế là để cho anh Tú nghĩ con xin được công việc tốt. Con không muốn anh ấy cảm thấy mình nằm một chỗ thành gánh nặng cho mọi người. Con nói dối chồng con là con đi xin làm nhân viên lễ tân cho một nhà hàng phải ăn mặc đẹp như thế thì anh ấy mới tin. Chồng con tai nạn chưa thể đi lại được. Con phải đi kiếm tiền. Con không muốn anh ấy lo lắng. Con chỉ yêu chồng con, chung thủy với anh ấy. Xin mẹ đừng hiểu lầm. Nghe con dâu nói vậy bà Hà thấy hổ thẹn. Lâu nay bà độc ác với con dâu vậy mà con dâu vẫn dịu dàng nhẫn nhịn. Bà xin lỗi con dâu khóc nức lên. Từ đó mối quan hệ của bà Hà và con dâu trở nên tốt đẹp hơn. Yêu nhau 3 năm mới đi đến kết hôn, ngày Hoa cưới Huy ai cũng bảo con bé tốt số đáo để, gia đình chồng cái Hoa là dân tri thức lại biết điều lắm. Kiểu này lấy về lại sống như bà hoàng rồi. Chính bản thân Hoa cũng cảm thấy mình may mắn, cưới về mẹ chồng chiều Hoa. Yêu thương cô không khác gì con gái ruột. Nhất là từ khi Hoa báo tin có thai, mẹ chồng rồi chồng chăm bắm cho cô chu đáo vô cùng. Những tưởng mọi chuyện tốt đẹp, vậy nhưng khi đi siêu âm bác sĩ báo là con trai, vậy mà sau 9 tháng nằm trên bàn mổ thì lại sinh ra con gái. Lúc bế đứa cháu gái trên tay mẹ chồng Hoa còn quát, bác sĩ trao lộn cháu của tôi rồi. Cháu tôi là con trai cơ mà. Kết quả siêu âm là con trai mà. Ép không nhầm đầu, con dâu bà sinh con gái. Với cả kết quả siêu âm xưa nay không bao giờ đúng chính xác 100% cả. Con dâu bà sinh mổ nên gia đình chăm lo cho cô ấy thật tốt nhé. Sản phụ sinh mổ khổ lắm. Mọi thứ trở nên thay đổi 180 độ từ giây phút đó. Sinh con trai thì Hoa còn được cả nhà chồng cưng ngự, chứ sinh con gái thì cô trở thành người đàn bà vô dụng. Đẻ mổ dù bác sĩ bảo phải ở lại viện một tuần nhưng mới 3 ngày mẹ chồng Hoa đã đi làm thủ tục xuất viện. Gia đình chồng cho Hoa và đứa con mới sinh ở trong căn nhà kho nóng nực, chỉ có mỗi cây quạt nhỏ. Điều kinh khủng hơn là Hoa chỉ được ăn mì tôm để tầm bổ. Chồng ơi, anh mua gà cho em ăn được không? Em mới sinh ăn mì tôm lấy gì cho con bú? Hoa vừa dứt lời thì mẹ chồng lao vào. Đòi ăn gà á? Cô không biết xấu hổ, sinh con gái thì chỉ có mì tôm thôi. Bao giờ sinh được con trai thì tôi lại yêu thương cô như trước. Nghe những lời nói đó của mẹ chồng và việc chồng đứng im khiến cho Hoa thấy đau đớn như bị ai bóp nghẹn lồng ngực. Dù là con gái nhưng đó là giọt máu của chồng, là cháu nội của mẹ chồng vậy mà họ có thể tàn nhẫn như vậy. Ăn mì tôm khiến Liên nói là sữa cho con bú cũng không có, vậy nhưng Liên chẳng biết kêu cứu ai cả. Vết mổ của cô còn chưa lành, việc giặt rũ rồi chăm con Liên không được ai phụ giúp cả. Người ta sinh nằm trên giường 3 tháng không phải đụng tay đụng chân, chứ đằng này Hoa phải gồng mình mà làm. Lắm khi vết mổ còn dỉ máu thì cô cũng phải chịu chứ không biết làm sao. Hôm đó nhân lúc mẹ chồng đi vắng, chồng đi làm Hoa đói quá liền ra vườn hái rau muống rồi luộc lên ăn. Giờ cô chỉ ăn lấp cái bụng. Có gì ăn lấy đều lấy sữa cho con bú mà thôi. Cứ thế Hoa hái rau muống vào ăn suốt 1 tháng trời,
nhà chồng cũng chẳng quan tâm. Cho đến khi mẹ Hoa đến thăm, con gái biết được hàng xóm kể con gái chịu khổ mới lập tức chạy vào lật vết mổ lên, thì vết bị lồi lên một cách kinh khủng như thể có cả mủ đi cùng. Mẹ Hoa đưa con gái đi nhập viện thì bác sĩ bảo khi mổ không được ăn rau muống nên chỗ mổ của Hoa bị lồi, còn bị mủ do không được vệ sinh sạch sẽ. Đã vậy, Hoa mới sinh đã phải lao lực rồi ăn uống không cẩn thận nên suy dinh dưỡng cả Hoa và đứa con. Cũng may là phát hiện kịp thì Hoa mới giữ được mạng sống. Tình cảnh ấy mà mẹ chồng Hoa vẫn quát: con gái bà đẻ con gái thì bị vậy thôi. Nhà tôi cưới dâu về để sinh con nối dõi chứ không phải hạng đẻ vì trời. Vậy sao? Gia đình bà Thông ra mang tiếng có học mà hành xử ngu học quá. Sinh con gái hay trai là do con trai bà kìa. Bà cũng là đàn bà mà không biết thông cảm à? Bà cũng là mẹ, từng làm dâu mà. Con gái tôi mù mắt mới đi lấy con trai bà. Từ nay chúng nó không có quan hệ gì nữa hết. Nói rồi mẹ Hoa đón con và đứa cháu tội nghiệp về quê chăm sóc. Cả gia đình chồng nhà Huy bị mọi người chửi bới đến đau thương. Nghe đâu sau đó Huy cưới vợ mới nhưng rồi đẻ liền tù tì ba đứa con gái mà thôi.